Kính chào quý phụ huynh, chào các em học sinh lớp 1 đang theo dõi chương trình Vui Học trên sóng truyền hình của Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cô là Phạm Thị Vy, hiện là giáo viên dạy lớp 1 tại trường tiểu học Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học môn toán. Trước khi vào tiết học hôm nay, cô mời các em cùng hát và vận động bài hát Lý Cây Xanh. Nào, mời các em cùng đứng dậy. Qua phần khởi động vui tươi, cô tin chắc rằng các em đã có một tâm thế thoải mái, sẵn sàng để vào tiết học ngày hôm nay rồi. Để học tốt tiết học này, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa toán, vở bài tập toán, bộ thực hành toán, bút chì, tẩy. Các em lưu ý, nếu không có bộ thực hành toán, các em có thể thay thế bằng các đồ dùng trong gia đình như đũa, thìa. Bên cạnh đó, các em cần tập trung, lắng nghe cô giảng và thực hiện tốt yêu cầu của cô nhé. Các em ạ, ở tiết học trước, các em đã học bài phép cộng trong phạm vi 10 để giúp các em củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học về phép cộng trong phạm vi 10 để giải quyết một số tình huống toán học trong thực tế. Từ đó, hình thành và phát triển năng lực toán học. Cô cho mình sẽ đi vào tiết học ngày hôm nay. Toán, luyện tập. Các em cùng nhắc lại tựa bài với cô. Luyện tập. Ở tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em thực hành làm 4 bài tập. Các em cùng đọc với cô đề bài 1. Bài 1, số. Vậy, bài tập 1 yêu cầu các em làm gì nhỉ? À, bài tập 1 yêu cầu các em điền kết quả của mỗi phép tính vào các ô trống tương ứng. Để giúp các em ôn lại cách tính các phép cộng trong phạm vi 10, cô trò mình cùng khám phá nội dung đố vui, thực hiện phép tính của hai bạn nhỏ trong bài tập 1 nhé. Các em chú ý quan sát và lắng nghe để biết hai bạn nói gì nhé. Mình có 5 chấm tròn màu xanh, có 3 chấm tròn màu đỏ. Đố bạn mình có tất cả mấy chấm tròn? Có tính được, bạn có tất cả 8 chấm tròn. Bạn tính nhanh lắm, vậy bạn có thể cho mình biết bạn tính bằng cách nào? Có 5 chấm tròn màu xanh, có 3 chấm tròn màu đỏ. Để biết được có tất cả bao nhiêu chấm tròn, mình đếm thêm 3, bắt đầu từ 5, 6, 7, 8. Vậy có 5 chấm tròn xanh, có 3 chấm tròn đỏ, có tất cả 8 chấm tròn. Mình viết được phép tính tương ứng 5 + 3 = 8. Qua phần đố vui, hai bạn đã lập được phép tính, tính nhanh, tính đúng kết quả, thật là đáng khen. Các em ạ, nếu các em không sử dụng chấm tròn và que tính trong bộ đồ dùng học toán của mình, các em có thể thay thế bằng các đồ dùng trong gia đình như đũa, thìa. Các em quan sát, cô có 5 cái thìa, cô lấy thêm 3 cái thìa. Cô đếm được có tất cả 8 cái thìa bằng cách đếm gộp tất cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngoài ra, các em có thể dùng đôi bàn tay xinh xắn của mình để tính. Cô xòe 5 ngón tay, thêm 3 ngón tay, cô có tất cả 8 ngón tay. Như vậy, các em vừa ôn lại cách tính các phép cộng trong phạm vi 10. Chúng mình có thể dùng đồ dùng trực quan, tính bằng cách đếm thêm hay đếm gộp tất cả. Bạn nhanh hơn, em có thể tính nhẩm. Vận dụng những kiến thức này, các em hoàn thành cho cô bài tập số 1 nào. Các em đã làm xong chưa? Cô tin chắc rằng có những chấm tròn làm gợi ý, các em rất dễ dàng để hoàn thành bài tập 1 phải không nào? Bây giờ, cô mời hai bạn cùng chia sẻ kết quả bài làm của mình. Kết quả các phép tính của mình là 6 cộng 3 bằng 9, 2 cộng 6 bằng 8, 1 cộng 7 bằng 8, 5 cộng 5 bằng 10. Mình tin kết quả các phép tính của mình là đúng. Vậy có bạn nào muốn mình giải đáp gì không? Làm thế nào bạn tính được kết quả 6 cộng 3 bằng 9? Mình đếm thêm 3, bắt đầu từ 6. Mình được kết quả là 9. Vậy 5 cộng 5 thì bạn tính thế nào? Mình đếm gộp tất cả các chấm tròn xanh và đỏ. Mình được kết quả 5 cộng 5 bằng 10. Cô ơi, cô thấy bài làm của chúng em như thế nào ạ? Cô đồng ý với phần trao đổi của hai bạn. Cô lưu ý thêm. Để thuận tiện hơn, các em có thể đếm thêm từ nhóm đồ vật có số lượng nhiều hơn. Ví dụ ở hình này, cô có thể đếm thêm 1 từ 7 chấm tròn màu đỏ. Cô cũng được kết quả là 8. Như vậy, hai bạn đã tìm ra kết quả rất chính xác. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với bài làm của bạn. Những ai có kết quả đúng giống như bạn, cô thưởng các em một tràng vỗ tay. Qua bài 1 đã giúp các em luyện tập kỹ năng thực hiện các phép tính cộng trong phạm vi 10. Bây giờ, các em có thích chơi trò chơi không? Không để các em chờ đợi lâu, cô sẽ tổ chức cho các em cùng tham gia trò chơi trồng cây xanh. Ở trò chơi này, nhiệm vụ của các em là chọn kết quả đúng được ghi trên mỗi xẻng, sao cho phù hợp với phép tính tương ứng được ghi trên các mặt xô. Để chọn được kết quả đúng, các em lưu ý cần thực hiện phép tính nhé. Mỗi lần chọn đúng một kết quả là các em đã góp sức mình trồng thêm một cây xanh trong vườn trường đấy. Nào, cô trò mình cùng bắt đầu nhé. Phép tính 7 cộng 2. Ai đã có kết quả rồi? Cô muốn nghe ý kiến của một bạn nào? Thưa cô, 7 cộng 2 bằng 9. Chính xác, em tính nhanh lắm. Vậy em có thể cho cô biết em tính bằng cách nào? Thưa cô, con đếm thêm 2, bắt đầu từ 7. Con có kết quả là 9. Cô đồng ý với con. Ồ, một cây xanh đã mọc lên trong vườn trường rồi. Phép tính 2 cộng 3. Em chọn xẻng có kết quả là mấy? Có kết quả là 5. Vì 2 cộng 3 bằng 5 ạ. Giỏi lắm, em xứng đáng nhận một tràng vỗ tay của cô. Thế là một cây xanh nữa lại mọc lên trong vườn trường rồi. Vui quá, chúng ta cùng tiếp tục nào. 4 cộng 4, hãy chọn cho cô kết quả đúng. Thưa cô, 4 cộng 4 bằng 8. Nên em chọn xẻng có kết quả là 8 ạ. Bạn trả lời rất tự tin. Cô cho mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Chúc mừng em, kết quả chính xác. Vậy là em đã góp sức mình trồng thêm một cây xanh trong vườn trường rồi đấy. Ở phép tính này, ai đã có kết quả rồi? Ôi, con đã tìm ra kết quả rồi ạ. Con chọn xẻng số 6. Vì 1 cộng 5 bằng 6. Cô cho mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Chúc mừng con, lại là một kết quả chính xác. Thế là vườn trường của chúng mình đã rợp mát bóng cây xanh. Đó là nhờ công sức của các em đấy. Cô rất tự hào về các em. Các em ơi, trò chơi vừa rồi cũng giúp chúng mình hoàn thành bài tập số 2, sách giáo khoa trang 46. Bây giờ, cô mời một bạn đọc lại cho cô các phép tính và kết quả chúng mình vừa chọn nhé. Các em chú ý lắng nghe và đối chiếu với bài làm của mình. Các bạn đọc lại cùng mình nào. 7 + 2 = 9, 2 + 3 = 5, 4 + 4 = 8, 1 + 5 = 6. Cảm ơn em. Như vậy, ở bài tập số 2, lại một lần nữa các em được củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 10. Bây giờ, cô cho mình cùng giải lao qua một bài hát. Đó là bài 10 ngón tay thơm. Mời các em cùng hát và vận động theo lời bài hát nhé. Các em ơi, qua bài hát, cô muốn nhắn nhủ tới các em. Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, các em nhớ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế và không quên thường xuyên rửa tay bằng xà bông nhé. Tiếp theo, cô cho mình cùng sang bài tập số 3. Các em cùng đọc đề bài 3 với cô. Bài 3, tính. Cô đố các em, bài tập 3 yêu cầu chúng mình làm gì nhỉ? Cô, bài tập 3 yêu cầu chúng ta tính kết quả của mỗi phép tính rồi điền vào ô trống tương ứng. Cô đồng ý với phần xác định yêu cầu của bạn. Vậy ai giỏi tính nhanh cho cô kết quả của hai phép tính đầu tiên ở cột 1 câu A nào? Dạ thưa cô, 7 + 1 = 8, 1 + 7 = 8 ạ. Giỏi lắm. Em có nhận xét gì về kết quả của hai phép tính này? Thưa cô, con thấy kết quả của hai phép tính này bằng nhau. Cô đồng ý đấy. Em có phát hiện ra hai phép tính này có điều gì đặc biệt không? Dạ thưa cô, cả hai phép tính cộng này đều có số 7 và số 1 ạ. Bạn phát hiện rất giỏi đấy các em ạ. Trong phép tính cộng, các số đem cộng giống nhau, vị trí khác nhau thì kết quả không đổi. Vận dụng điều này, các em hoàn thành cho cô các phép tính còn lại ở câu A nhé. Các em đã làm xong chưa? Cô muốn nghe kết quả của một bạn nào? Thưa cô, kết quả bài làm của con là 9 + 1 = 10, 1 + 9 = 10, 6 + 3 = 9, 3 + 6 = 9. Con nhờ cô và các bạn nhận xét đánh giá. Cô thấy em tính đúng rồi, em trả lời to, rõ ràng, em cần phát huy nhé. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với bài làm của bạn. Những ai có kết quả giống bạn thì thật đáng khen. Cô cho mình tiếp tục sang phần B nhé. Các em hãy quan sát các phép tính và nhận xét cho cô các số đem cộng trong mỗi phép tính có gì giống nhau. Thưa cô, em đã phát hiện ra phép tính nào cũng có số 0A. Giỏi lắm, vậy em có thể tính nhanh cho cô kết quả của hai phép tính đầu tiên không? Các cô, 7 cộng 0 bằng 7, 0 cộng 7 bằng 7, vì số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Cô đồng ý đấy. Vận dụng điều này, các em hoàn thành nhanh cho cô các phép tính còn lại của câu B nhé. Các em đã làm xong chưa? Hai phép tính ở cột 2 phần B, cô muốn nghe ý kiến của một bạn nào? Kết quả của em là 8 cộng 0 bằng 8, 0 cộng 8 cũng bằng 8 ạ. Còn hai phép tính này, ai đã có kết quả rồi? Có em, 10 cộng 0 bằng 10, 0 cộng 10 bằng 10. Cô khen hai bạn tính rất nhanh. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với bài làm của các bạn. Những ai có kết quả đúng như bạn, cô tuyên dương nhé. Các em ơi, bất kỳ số nào cộng với 0 cũng cho ta kết quả bằng chính số đó. 0 cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó. Tiếp theo, cô cho mình cùng sang bài tập số 4. Các em cùng đọc với cô đề bài 4. Bài 4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Ở bài tập 4, yêu cầu chúng mình làm gì nhỉ? Cô muốn nghe ý kiến của một bạn nào? Thưa cô, nêu phép tính đúng với mỗi tranh. Đúng rồi đấy, để nêu được phép tính ứng với mỗi tranh, các em cần quan sát các sự vật có trong hai tranh. Sau đó, nêu phép tính phù hợp với từng tranh. Để giúp các em nêu được phép tính đúng với từng tranh, các em cùng cô quan sát bức tranh A. Cô mời hai bạn chia sẻ với nhau về các con vật có trong bức tranh A nào. Đố bạn, trong hàng rào có mấy con gà? Mình thấy trong hàng rào có 4 con gà. Bạn trả lời đúng rồi. Vậy bạn cho mình biết ngoài hàng rào có mấy con gà? Mình có thể trả lời ngay cho bạn biết ngoài hàng rào có 3 con gà. Cảm ơn bạn. Các em chia sẻ đúng rồi đấy. Vậy để biết trong bức tranh của cô có tất cả bao nhiêu con gà, các em hãy quan sát, suy nghĩ nêu phép tính thích hợp với bức tranh A nhé. Các em đã làm xong chưa? Cô muốn nghe kết quả của một bạn nào? Thưa cô, có tất cả 7 con gà. Phép tính tương ứng là 4 cộng 3 bằng 7. Rất tốt. Em nào có thể nêu phép tính khác không? Thưa cô, em có phép tính 3 cộng 4 bằng 7 ạ. Cả hai bạn đã nêu được phép tính đúng, thích hợp với bức tranh A rồi đấy. Các em, những bạn nào nêu được đúng giống như hai bạn, cô tuyên dương nhé. Tiếp theo, cô cho mình cùng quan sát bức tranh B. Các em hãy suy nghĩ và nêu cho cô phép tính thích hợp với bức tranh B. Đã có kết quả rồi. Cô muốn nghe kết quả của một bạn nào? Thưa cô, có tất cả 9 quả bí. Phép tính tương ứng là 5 cộng 4 bằng 9. Em cũng có thể ghi được phép tính khác, 4 cộng 5 bằng 9. Giỏi lắm. Những bạn nào nêu được phép tính giống như bạn thì thật đáng khen. Cô thưởng các em một tràng vỗ tay nhé. Qua bài tập số 4, các em đã biết quan sát tranh và nêu được phép tính tương ứng với nội dung tranh rồi. Bây giờ, cô thưởng các em một trò chơi. Trò chơi có tên Bông Hồng Tặng Cô. Các em ơi, trong tháng 11 này có một ngày lễ rất lớn, ngày tôn vinh các thầy cô giáo đấy. Đó là ngày 20 tháng 11. để tặng những bông hoa tươi thắm đến cô giáo của mình. Các em hãy trả lời tốt các câu hỏi của cô nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu. 8 + 1 bằng mấy? Ai có thể trả lời nhanh giúp cô nào? Thưa cô, con nhận được ngay 8 + 1 bằng 9 ạ. À, bạn có kết quả là 9 đấy. Số nào cộng với 5 để được kết quả bằng 5? Thưa cô, con điền ngay được số 0, vì 0 cộng với số nào vẫn bằng 9 số đó. Chúng mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Chúc mừng con, kết quả chính xác. 2 cộng với số nào để cho kết quả bằng 4? Thưa cô, con điền số 2 vì 2 + 2 bằng 4. Kết quả chính xác. Ở phép tính này, 4 cộng với số nào để cho kết quả bằng 8? Em hãy suy nghĩ nhanh nào. Thưa cô, con chọn đáp án 4 vì 4 + 4 bằng 8 ạ. À, bạn có kết quả là 4, chúng mình cùng kiểm tra nhé. Thật tuyệt vời, lại là một đáp án chính xác. Câu hỏi cuối cùng nào. 2 + 7 bằng mấy? Cô muốn nghe ý kiến của một bạn. Thưa cô, 2 + 7 bằng 9 nên con chọn đáp án là 9 ạ. Bạn rất tự tin, chúng mình cùng kiểm tra kết quả của bạn nhé. Như vậy, các em thật xuất sắc đã trả lời đúng 5 câu hỏi của cô và đã tặng cho cô giáo mình những bó hoa tươi thắm nhất. Các em ơi, trò chơi vừa rồi cũng kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Ở nhà, các em nhớ cùng người thân tham gia trò chơi đố vui để ôn lại các phép tính cộng trong phạm vi 10 nhé. Và đừng quên xem trước cho cô bài phép cộng trong phạm vi 10 tiếp theo. Cô xin chào, tạm biệt các em. Chúc các em luôn chăm ngoan và học tập tốt.